Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm là mứt mít ha. Thì lúc gầy là mít Thái á, là rất là rẻ, cho nên là mình mua mít về đó là mình mua nguyên một trái bự luôn. Và sau đó thì mình xẻ ra thì mình cũng có thể là mình làm rất là nhiều món nha. Thì mình có thể là làm bánh mít nè, hoặc là mít rau câu, hoặc là mít mứt mít gì đó cũng vẫn được các bạn. Thì bây giờ hôm nay là mình sử dụng nó là 1 ký mít. Mình cũng đã lấy hộp ra sẵn rồi nè các bạn. Thì mình sử dụng 1 ký ha. Với lại mình cũng có là 1 muỗng cà phê muối và 2 trái chanh và 1/2 ký đường. Thì trước tiên đó là mình sẽ xé cái phần mít này ra làm hai, và sau đó thì mình sẽ ngâm nước đường muối với lại chanh nha. Mình sẽ chừa lại 1 ít muối ha, còn bao nhiêu thì mình sẽ cho vào trong cái thau nước luôn. Đường thì mình sử dụng ở trong tô này luôn, thì mình sẽ cho vào đây với là 3 muỗng nha. Rồi mình sẽ quậy lên. Chanh đó thì mình cũng vắt vào luôn. Cái này giống như là mình rửa cái phần mít vậy đó các bạn. Mình rửa đặng cho nó sạch cái phần mũ á, khi mà mình sên á thì cho nó ngon. Mình cứ việc là mình quậy cái phần đường với muối nè cho nó tan ra ha. Với chanh nè, mình cứ việc là mình pha lẫn ra. Rồi bây giờ mình cứ việc là mình để đại như vậy cũng được ha. Rồi cái phần mít á, là các bạn thấy là nguyên muối nè. Thì giờ là mình sẽ nắm, mình xé ra. Mình sẽ để vào trong cái thau nước này luôn. Mít á thì mình mua về nhiều khi mình ăn không có hết á, thì mình thể là mình làm bánh, rau câu hay gì đó, đại khái. Mình thích làm món nào thì mình sử dụng món đó. Thì giờ này là mình làm mít sấy cũng được nữa các bạn. Như ở nhà mà các bạn mà có lò chiên không dầu á, hoặc là lò nướng gì đó, thì mình có thể là mình sử dụng cái mít này. Mình cũng ngâm như vậy, rồi mình sẽ vớt ra, mình để cho nó ráo, rồi mình sấy nó cũng rất là ngon. Mít đó thì mình cũng đã lọt xong ha. Thì bây giờ là mình sẽ ngâm cái trong nước muối với đường với chanh đó. Thì mình sẽ ngâm khoảng là 20 phút. Và sau 20 phút đó thì mình sẽ vớt ra, rồi mình sẽ để ra cái rổ cho nó ráo thiệt là ráo ha. Mít đó thì mình cũng đã ngâm xong rồi, mình cũng rửa sạch lại, cũng để cho nó ráo nè các bạn. Thì giờ là mình sẽ ướp cái phần mít nha. Rồi bây giờ là mình sẽ cho cái phần đường nè, mình cho vào hết luôn. Với mình cũng cho vào đây một tí xíu muối nè, giúp cho nó có cái độ ngọt đó, cho nó thanh hơn. Rồi bây giờ là mình cứ việc là mình xóc lên. Mình ướp cái phần mít này, khi mà cho cái phần đường á mà nó tan ra hết rồi á, thì lúc đó thì mình đem đi sên nha. Nhưng mà các bạn để như vậy nè, chút xíu cái mình lại mình đảo. Mình sẽ đảo cái phần mít với đường á đều lên để cho nó thấm, với lại đường nó cũng mau tan nữa đó các bạn. Và bây giờ là mình sẽ ướp cái phần mít ở đây. Và sau đó thì mình khi mà nó đường nó tan ra hết rồi á, thì mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Mít đó thì mình cũng đã vớt cái phần cái á, ra cái tô ha. Còn cái phần nước đường này là mình sẽ thắng trước nha các bạn. Nếu mà mình thắng luôn chung với cái phần mít á, thì sợ nhiều khi cái mít của mình nó mềm quá thì nó sẽ không được ngon. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước đường nè vào trong cái chảo luôn ha. Rồi sau đó thì mình sẽ thắng cái phần nước đường này cho nó hơi kẹo kẹo lại. Rồi sau đó thì mình mới cho mít vào nha. Cái này là mình cho nó kẹo, hơi kẹo thôi chứ cũng không phải gọi là kẹo hẳn nha các bạn. Nên các bạn thấy là phần nước đường là mình nấu cho cái phần nước đường cho nó kẹo lại tí xíu, rồi mình cho cái phần nước chanh vào nha. Các bạn thấy bây giờ cái phần nước đường á, bây giờ nó cũng đã hơi sánh lại rồi nè. Thì mình sẽ cho cái phần nước cốt chanh á, mình cho vào nha. Rồi bây giờ là mình sẽ quậy lên. Mình cho nước cốt chanh như vậy các bạn, giúp cho nó không có bị lợi đường á. Và bây giờ là mình sẽ cho mít vào luôn ha. Đây, bây giờ là mình sẽ cho mít vào luôn. Rồi mình sẽ sên, mình sên cho cái phần nước đường á cho nó hơi sánh lại, cho nó kẹo lại là được nha. Đây. Bây giờ mình cứ việc là mình trộn đều lên. Trộn cho nó thấm á các bạn. Một hồi mình cũng làm nhẹ tay nha, tại vì lúc mình mới cho vô á thì mình cứ việc là mình đảo như vậy, hẳn giúp cho cái phần mít của mình á cho nó đều. Còn một hồi á thì mình ghim từ từ á là cái mít của mình cho nó thấm. Mình nhớ là mình ghim cái mực lửa cho nó thấp thôi,
chứ mình không có để lửa lớn nha các bạn. Mình để lửa lớn quá thì cái phần đường đó, nó xích ở dưới á thì nó sẽ khét cái chảo của mình, thì nó sẽ không có được đẹp và cũng không có ngon nữa ha. Và bây giờ là mình sên, khi nào mà cái phần nước đường mà nó hơi sánh lại á thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Các bạn thấy á, bây giờ cái phần nước đường à, bây giờ nó sôi dữ lắm nè, bây giờ nó bốc cái mùi mít á lên rất là thơm các bạn. Và bây giờ là mình sẽ trở cái phần mít á, mình trở từ từ nha, mình cứ việc là mình rim cái mặt lửa cho nó nhỏ thiệt nhỏ luôn đó. Mình rim khi nào mình thấy mà cái miếng mít của mình mà nó trong đường á, thì nó sánh lại, nó kẹo lại là lúc đó là cái phần mít của mình nó được á các bạn, cái phần mít của mình nó sẽ được ha. Đó, bây giờ mình cứ việc là mình lấy ở trên nè, cái mình sẽ nhúng vào ở dưới nước đường nè đó. Cái này là mình làm nhẹ tay thôi chứ mình đừng có làm mạnh tay nha, làm mạnh tay quá nhiều khi cái miếng mít của mình nó mềm quá thì nó sẽ bị lủng, nó sẽ không có được ngon đó. Các bạn thấy nè, mình ghi mới có tí xíu thôi nè, các bạn thấy là cái phần mít của mình nè nó trong nè ha, nhưng mà mình ghi cho nó trong thiệt là trong luôn nè các bạn. Cái phần nước đường của mình nó bây giờ nó cũng đã sắc được một chút xíu nữa rồi nè. Đây các bạn thấy là cái miếng mứt mứt của mình nè, giờ nó trong lên rồi nè ha, nhưng mà mình phải cho nó kẹo cái phần đường tí xíu nữa chứ nếu mà mình để còn ướt quá mình phơi á thì nó lâu khô lắm các bạn. Mình sên khi nào mình thấy cái phần đường ở dưới đây á nó hơi rám tí xíu á thì lúc đó là mình sẽ vớt ra. Như vậy thì miếng mứt của mình nó ăn nó sẽ dẻo, nó sẽ ngon. Như vậy thì nó chưa có được nha. Thì bây giờ mình cứ việc là mình sên tiếp khi nào mà nó kẹo hơn nữa. Khi mà thành cái miếng mứt rồi á thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Mình cứ việc là mình đảo nhẹ nhẹ tay như vậy nè các bạn. Tránh nhiều khi cái mứt của mình á nó sẽ bị lủng á. Tại giờ mứt của mình bây giờ nó đã mềm dữ lắm rồi. Cho nên là mình cứ việc là mình đảo nhẹ nhẹ tay nha. Đó, mình cứ việc làm để chiếc đũa nó sát ở dưới cái đáy chảo á, mình lùa thôi. Chứ nếu mà mình đẩy 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 vậy á thì cái miếng mít mình nó không có được ngon và nó cũng không có được đẹp nữa. Đó, các bạn thấy nè, cái miếng mít của mình bây giờ nó rất là trong lắm luôn nè. Đó. Đó, các bạn thấy nè, thấy không? Dẻo dữ lắm. Bây giờ cái phần mít của mình á, bây giờ cái phần đường á, thì nó cũng đã sánh dữ lắm nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ tắt bếp ha. Bây giờ là mình sẽ gấp cái phần mít ra và mình cũng để một cái dĩ lên cái sẩn nè. Thì giờ là mình sẽ gấp cái phần mít á, rồi mình để ngày mai cái sáng cái mình phơi. Đây, mình cũng trải ra như vậy. Đây là các bạn. Đó, các bạn thấy nè, nhìn rất là ngon ha. Đó. Mình phơi lại rồi sau đó cái nó giống như là nó hơi rám đường á các bạn. Rồi cái nó dẻo cái phần mít của mình lại, nhìn nó rất là ngon. Hôm qua là mình cũng có làm mình ăn thử á, cái mình thấy ngon quá. Cái hôm nay mình cũng chia sẻ lại cho các bạn biết là cái món mít mít dẻo ha. Đó. Bây giờ mình cứ việc là mình cứ lấy cái phần mít này ra và sau đó ngày mai sáng có nắng á thì mình sẽ đem đi phơi nha. Ngày mai cái này là mình sẽ phơi trên cái xì á các bạn, chứ cái sẩn này á là mình phơi không có hết. Mình cái việc là mình lấy ra đặng cho nó rõ cái phần đường xuống thôi, chứ là mình không có phơi hết cái sẩn này nha. Mình gấp á thì mình cũng gấp cho nó theo cái chiều nè, chứ để nhiều khi nó bị nát cái mít của mình á. Các bạn nhìn thấy nó ngon ghê. Mít á thì mình cũng phơi với là từ hồi sáng giờ nè các bạn, thì mình phơi cũng được nửa nắng rồi ha. Thì bây giờ là mình sẽ trở cái phần mít nè. Đó, các bạn thấy cái phần mít của mình nó rất là dẻo lắm luôn. Bây giờ mình sẽ trở xong rồi mình sẽ phơi thêm nửa nắng nữa, rồi sau đó thì mình mới đem vô mình ăn được nha. Thì mình phơi với mình trở đó là mình cũng né né cái chỗ mà cái phần đường nó rám á, mình né qua tí xíu để cho giúp cái phần mít của mình á cho nó ráo hơn. Các bạn thấy nè, nhìn nó rất là ngon lắm luôn. Bây giờ mình cứ việc là mình trở đi, trời bây giờ nó còn đang nắng dữ lắm các bạn. Thì mình đem ra mình phơi cho nó kịp nắng ha. Nhưng mình muốn làm cái phần mứt mứt này á thì mình lựa ngay cái ngày mà nắng tốt á thì mình sẽ làm á, nó dễ hơn, đặng mình phơi á cho cũng tiện nữa các bạn, nó sẽ mau khô. Cái này mình chỉ dùng bằng tay mình trở thôi chứ mình không có dùng đũa được ha. Tại vì cái miếng mít á nó nằm sát ở dưới cái sời nè, cho nên đó là mình dùng tay á là mình trở cho nó dễ.
Là các bạn thấy nè, cái miếng mít của mình nè, nó trong veo nè, nhìn nó rất là ngon và hấp dẫn lắm luôn. Và nó cũng đẹp mắt nữa, tại để lên cái màu vàng ươm á, nhìn nó cũng đẹp nữa. Bây giờ là mình sẽ trở cho đến hết cái phần mít rồi mình đem ra mình phơi tiếp nha. Nè các bạn, bây giờ mít á thì mình phơi là cũng đúng một nắng rồi, thì bây giờ nó cũng đã ráo rồi, thì mình cũng mới vừa đem vô nè các bạn. Thì mình cũng có chia ra cái sẵn nè, thì một bên á thì mình cũng chia lấy miếng bự mình để vào trong cái khay này, với lại còn một bên á thì mình cũng đã để trong cái xìa nè. Bây giờ là mình sẽ lấy một miếng lên cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy nè, bây giờ cái miếng mít của mình á, bây giờ nó cũng đã dẻo dữ lắm luôn nè. À, nhìn nó rất là trong suốt lắm luôn. Đó, thì bây giờ ở bé Lâm nó ăn dụng. Bé Lâm mời ông bà con. Dạ con mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn cùng gia đình con. Thì mình cũng mời cả nhà ăn chung với gia đình mình nha. Đây nè các bạn thấy nè, cái miếng mít của mình nè, nó rất là trong reo. Mình cầm á mà nó không còn dính cái tay của mình nữa nè, thấy không? Đó, nhìn rất là ngon lắm luôn. Thì bây giờ là mình sẽ ăn thử nha. Mình ăn thì nó thấy nó có cái độ dẻo dẻo nè, với lại nó cũng có cái hậu chua, hơi chua thôi chứ không có chua nhiều nha. Tại vì ngày hôm qua là mình cũng có dắt chanh vào trong cái phần đường á, đậm giúp cho cái phần đường mình nó sẽ không có bị lợi đường. Nhưng mình ăn nó vô thì mình thấy nó có cái độ dẻo nè, nó cũng tan tan ở trong miệng mình đó các bạn. Ăn rất là ngon. Sao Lâm, ngon không Lâm? Dạ ngon. Nó các bạn thấy nè, cái miếng mít của mình á quá rất là ok luôn. Tại vì bữa trước á là mình cũng có làm, mình ăn thử rồi, mình thấy rất là ngon, cho nên là hôm nay là mình muốn làm thêm để dành cho mấy đứa nhỏ nó ăn luôn. Thì các bạn cũng làm thử đi ha. Thì cái mít này mùa này nó rất là rẻ, cho nên là mình cũng có thể là mình mua về mình làm ra nhiều nhiều như vậy nè, thì mình có thể là mình để dành mình ăn, hoặc là mình để trong cái hộp á thì mình biếu cho người thân cũng rất là ngon nha các bạn. Thì video của mình là sẽ kết thúc tại đây. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.